Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cái hồi đó nhiều người theo đuổi em mà đẹp trai phong độ hơn nhiều, được cái dẻo miệng lắm. Dù giỏi, hồi đó ghen tuông ăn tát là chuyện bình thường à. Ngay bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Rồi giờ mời em giới thiệu về mình. Giới thiệu em là Dương, là cơ kỹ sư cơ khí. Dương năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ em nay năm nay 30 ạ. Rồi mời em. Em Nguyễn Thị Mỹ Dung, em 25 tuổi, hiện em đang kinh doanh. Bây giờ cho anh hỏi là hai đứa là lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Em hồi đó em ở quận 9. Em có bà con dưới Bà Rịa. Thế là hồi đó em xuống chơi và với chị dưới đó, nhờ chị giới thiệu cho số điện thoại là hẹn uống cà phê làm quen. Nhưng mà cái lần đầu tiên khi mà em gặp ảnh từ ở quán cà phê thì cái ấn tượng đầu tiên của em về ảnh xấu lắm. Hồi đó ốm chứ không phải được nuôi tụt như bây giờ đâu. Xấu mà hả, tóc thì cạo trọc á, nguyên cả buổi tối em không thèm nhìn mặt luôn mà. Nói chuyện chẳng nói chuyện cho vui vậy thôi. Thực ra thì hồi đó nhiều người theo đuổi em mà đẹp trai phong độ hơn nhiều. Cuối cùng phải nói con này là phải gì? Dạ. Đúng không? Nhưng mà được cái dẻo miệng lắm. Dù giỏi. Chị thấy không có một miếng dẻo miệng nào luôn. Dạ. Bình thường thì nhạt lắm. Nhưng mà đi tán gái thì thôi. Thôi rồi. Hồi đó xiếng đi tán gái xiếng lắm. Đi từ Sài Gòn về Vùng Tàu mà mon hết mấy cái lốp xe. Cứ tuần đi một hai lần xuống. Mà nói chuyện điện thoại thì thôi, ngay sạc pin 2 lần không đủ, suốt ngày luôn. Thấy đi xuống miết à, xong cái quen đâu được 3-4 tháng gì á. Cái anh mới bảo thôi đi đường xa mệt quá. Xong xuống nói chuyện với ba mẹ em xin cho em lên Sài Gòn. Xong đồng ý đi lên. Đi lên Sài Gòn thì anh bảo đi xin việc cho em làm. Đến bao lâu thì hai đứa mới cưới nhau? 4 tháng sau mới cưới. Nhưng mà lấy nhau rồi thì sao? Chồng em có nhiều suy nghĩ trong đầu của em không? Anh ghen kinh khủng nè. Chẳng qua hồi em đám cưới á, em không có mời những cái người người ta theo đuổi em, người ta không biết em lấy chồng. Thế là cưới xong về cái người ta nhắn tin em khỏe không, dạo này em sống như thế nào rồi. Thì có nhiều người kêu lâu rồi anh không gặp em, không thấy em, biết dạo này em sống sao. Chỉ vậy thôi mà ghen. Chẳng cần biết ở đầu đuôi câu chuyện như thế nào, chỉ cần thấy mà số lạ nhắn tin phát là bắt đầu cứ bục điện thoại em bay. Trời, mà có hư điện thoại không? Đập tan nát luôn. Nhưng mà đập điện thoại mà nói giờ có đập em không? Dạ, hồi đó ghen tuông ăn tát là chuyện bình thường à. Chồng em tát em đau không? Không, thì nóng tính là chỉ có tát một cái thôi. Nhưng mà ví dụ như lúc mà tát á, thì em phản ứng như thế nào? À, dùng chiêu thôi. Anh tát phát là em giả vờ nằm xuống xỉu luôn, không nhúc nhích luôn. Không làm gì? Anh sợ quá, anh bảo ôi anh lạy em tỉnh dùm anh đi. Em nín thở nha, không thở không nhúc nhích luôn. Giả chết luôn, luôn. Giả chết luôn. Không, không, cái lúc đó thì em như thế nào? Cái lúc mà anh nhìn thấy vợ em nằm. Hồi đó đang mang bầu nè, tưởng thiệt. Anh quỳ xuống anh lại anh bảo thôi em đừng có chết, chết cả mẹ có con là tổng cộng chắc 15-16 năm tù. Anh bảo là 15-16 năm tù thì ra là còn làm ăn được cái gì nữa. Trời đất. Chạy xe ôm chắc cũng không ai thuê. Thôi em làm ơn em tỉnh lại giùm anh. Để hỏi cảm giác lúc đó là em nghĩ là vợ em chết thiệt à? Cũng rất là sợ vậy đó. Rồi em lạy thiệt luôn đúng không? Và trong đầu em nghĩ là em đi tù gì rồi sau cuối cùng em làm sao để cứu vợ em? Em mới hô hấp. Nói chung là Hô hấp sao mà không để cái tay gì kỳ vậy? Banh cái miệng em ra mà lúc đó em giả vờ thì em phải cắn cái chặt cái lưỡi miệng ra chứ sợ mở miệng ra là cười đúng không? Và anh cứ banh cái miệng em ra mà banh không được thì anh hô hấp như thế này nè. Hô hấp. Xong rồi hả, không được. Xong anh bắt đầu bảo là chạy ra trọ đằng trước á, kêu mấy người đem đi bệnh viện. Thì em sợ là mình diễn thôi mà làm vậy thì sợ nhiều khi công an tới nữa cũng khó. Xong bắt đầu em giả vờ xong rồi bắt đầu giống như có cái dấu hiệu để mà tỉnh ấy, mà hồi sinh đó. Dạ đúng. Cái anh thấy anh mừng quá, anh hỏi giờ em muốn gì. Em bảo nước. Anh xuống anh rinh em một cái ca nước bự như thế này lên. Em nhắm anh cho bụi em uống hết luôn. Cái anh bảo chắc sống rồi em ha. Nhưng mà cái trận đó là cái trận gì mà tát vợ dữ vậy? Tại hồi đó chơi game nó cứ cành nhà nó ấy là bực tát cái. Rồi nhưng mà sau khi cái trận mà giả vờ chết á thì là kể từ đó là ổng hết chơi game không? Con trời, em bắt lựa chọn, một là vợ, hai là chơi game. Thế vẫn không chịu nha. Cái em gọi điện cho mẹ chồng nhờ trị dùng. Mẹ chồng cùng bó tay. Cái em mới bảo
được rồi, ông nghiện game thì tôi nghiện bia cho coi. Ồ. Em đi mua 3 lon bia về, em đổ hết vào toilet, em chừa lại một miếng em uống thôi. Cái giả vờ ra ngồi xỉn xỉn nói nhảm. Coi game hơn tôi à. Giờ tôi uống bia, uống rượu cho anh coi nè. Mà hồi đó em mang bầu á, anh sợ, cúp máy chạy lại rồi cũng giặt khăn rồi lấy nước cho uống rồi lau người. Ngồi thức cả đêm luôn, cứ ngồi cứ banh cái mỏ em ra ngửi. Có thử hết mùi chưa? Thế ngửi xong rồi bỏ má vô đây này, coi thử có thở nữa không? Sợ chết nữa. Em nhưng mà sao mà em mê game dữ vậy? Vợ có bầu. Biết hồi đó có bầu đi làm về tự nhiên thấy mấy đứa chơi á, tự nhiên nghiện luôn. Thế bây giờ hết chơi game phải không? Dạ. Dạ hết chưa? Chắc chắn chưa? Giờ đỡ. Bây giờ hết chơi game, nhiều khi có chuyển qua. Có chơi gì nữa không? Chơi gì không? Có gì cười. Chơi cái không? Có. Dạ, không chơi game nữa thì đi tán gái. Ồ. Trời đất ơi. Sư phụ. Là sao? Tán gái là sao? Sao em biết? Thì cái lúc mà sinh con ra con khó thì công việc nó nhiều. Thì em làm riết em mệt mỏi mà anh thì không phụ gì em gì hết á. Hai vợ chồng cãi qua cãi lại. Thế là chán. Bỏ đi ra ngoài xong rồi đi tán gái luôn. Rồi có say nắng cô nào không? Có chứ. Có say cô nào? Lúc không biết là sao nữa. Dính vô em chạy hiểu. Cứ 3-4 tháng rồi em dính được. Em dính luôn. Trời ơi, mà có sâu nặng biết không? Dạ, cũng chưa đến nỗi đó. Nhưng mà tại sao lại say nắng cô kia? Tôi có cảm giác ông chồng này rất là đáng thương nha. Ông giống như một đứa em bé vậy đó. Hỏi tôi, ủa tại sao em mê game vậy? Không có lập trường định gì. Ai nói cái gì là siêu với cái đó à. Vì thế lúc em có con nhỏ em bán hàng nữa, em mệt mỏi á. Tối lại em chỉ có muốn là đi ngủ thôi. Còn ảnh là cái người lãng mạn, thích là cái chợ vợ con đi đây đi đó. Mà con bé em thì khó lắm, đi ra gặp gió gặp ấy là nó ói, nó này nó kia. Thế là không đi được, thế là ảnh đi mình. Có đó lý do là để em say nắng cô kia à? Hay là còn lý do nào khác? Cô đó hơn vợ em cái gì? Chắc mà là bị người ta cám dỗ. Thương quá. Cô đó cũng làm gì em mà cám dỗ được em hay vậy? Nói chung là lúc đầu thì nhắn tin qua lại thôi. Sau tự nhiên nó không biết sao tình cảm nó cứ tới tới. Tình cảm nó cứ tới nhưng mà phải có cái gì tới. Bây giờ nè, cô đó đẹp hơn vợ em không? Không bằng. Không bằng vợ em. Yeah. Rồi cô đó giỏi bằng vợ em không? Người ta cùng giống của em thôi, cũng đi làm. Cô đó hiền hơn vợ em không? Chắc là hiền. Hiền hơn hả? Cùng vậy ạ. Cũng vậy à. Ô, đều. Người ta thường là người ta bỏ cái này để người ta lấy một cái khác ngon lành hơn đúng không? Hoặc là vợ mình không bằng người cái người kia. Còn này thì là mình mới say nắng. Dưới dèm con này dưới dèm không à, cũng bình thường tự nhiên say nắng là lãng nhắc. À, hồi đó nói chung là hai vợ chồng hai cứ cãi nhau cho nó buồn bã. Dạ buồn mình chơi cho vui thôi nhưng mà em biết là cái người kia người ta quấn rũ nhiều. Rồi anh hỏi em nè, khi mà em biết chồng em say nắng cái người đó thì em xử lý như thế nào? Em đóng giả là em gái, em hỏi là chị là bạn gái của anh Dương hả? À, em là em gái của anh Dương đây. Em nghe nói anh Dương có quen chị mà chưa thấy ảnh dẫn về nhà giới thiệu. Chị mới kêu chị với anh quen nhau 4 tháng rồi. Thế là em sau này em mới nguyên hình là vợ. Người kia cũng chả biết là ảnh này có vợ đâu, bị lừa dối mà. Xong em bảo là nếu mà anh Dương lừa dối chị thì cho em xin lỗi. Chứ thật ra anh Dương có vợ có con rồi. Thôi bây giờ chị tìm hạnh phúc khác đi, nó xứng đáng hơn. Nhưng mà cái người kia bảo giờ bắt anh lại phải trả lại thời gian 3 tháng lừa dối đó. Tính bằng cái gì? Bắt quen tiếp chứ không có cho về với gia đình. Bảo em là không giữ được chồng thì cho đi luôn đi. Chứ kéo về làm gì nữa. Quay lại dọa em. Lúc đó quay lại dọa em ghê lắm. Rồi lúc đó em xử trí như sao? Em mới nói em nói chuyện đàng hoàng với chị rồi. Em cũng khuyên chị rồi, nếu mà chị mà không dừng lại thì em có cách của em. Thế là em về em nói chuyện với chồng. Em không nói chuyện với người đó nữa. Em hỏi giờ ý anh sao. Thì anh cứ bảo là anh không biết. Anh không biết sao. Thế y như này đó. Em không biết đúng rồi, sao. Em không biết sao. Em kêu không tính sao cho anh đi luôn. Xếp đồ đi luôn. Là đi luôn. Đi một tuần xong rồi xin gọi điện xin về. Em thấy cũng tội nghiệp quá, bảo đi ra ngoài không ăn uống không gì, đi về như người rừng luôn, tóc tai thì nó dài ra, người thì hôi hám, đồ áo thì nhăn nhúm hết. Nhưng mà bây giờ anh muốn hỏi vợ em có dọa gì? Có, hồi đó không có ngày cứ kể cứ mỗi lần đi ngủ á bà cứ thủ dao mọi người à. Là sao đi ngủ thủ dao là để đâm em đúng không? Không phải, bà kêu ổng mà tôi thấy tin nhắn này gì của bà đó là tôi cắt luôn. Cắt gì? Cắt ngón tay không biết. Cắt ngón tay hay là cắt tóc? À, không biết chắc là hay là thẻo lô tay. Thế là cho nên là hồi đó giờ đâu có nhắm tin ai đâu. Nhưng mà cầm dao thôi chứ có mài dao không? Có chứ, em mỗi lần em đi mài dao là ở ngoài lấy quần mặt đó.
Bình thường là ở nhà mặc quần lửng rồi đúng không? Em đi mài dao là thấy mặc quần thêm một quần sọt, mặc quần riêng xong rồi á hả? À, lấy thắt lưng mang vô, tối nằm ngủ không dám nằm chung nha. Em nằm ngủ trên gác, ảnh trải chiếu nằm dưới đất, xong nằm ngủ bật điện sáng trưng luôn. Nằm hai tay kép như thế này này. Nói chung là lúc đó bà hoang mang bà ghê lắm. Sợ thiệt luôn hả? Em có cái nào nghĩ là hồi giờ đó, em dám làm điều đó không? Nhìn vậy chứ mà nhát lắm. Không biết nữa, nhưng mà thấy hồi đó bà giống như tinh thần bà khác à. Bị hoảng loạn đúng không? Đó, khác, tại vì người nào làm cho bà hoảng loạn? Chắc là do em. Đó chưa? Và tôi tưởng tượng nha, tối mà ngủ mặc một cái quần dài thôi là đã mệt rồi. Mà còn cái này ngủ nha, tối phải mặc hai ba cái quần. Và thậm chí là lấy cái sợi dây nịt buộc cứ ngắt mở đèn sáng trưng mà hai cái tay để gì xong nữa. Em thấy nửa đêm em mắc cười quá, em đi xuống em lấy tay em khọt khọt quá. Anh vậy ôm cái chanh chặt cứng lại, anh cứ má xong thế giữ chặt cứng như thế này. Cái anh quỳ anh xin à, em ơi đừng có cắt, đó là tài sản cuối cùng đem đi tán gái. Trời ơi. Phải chi đó là cái tài sản để chúng ta sản xuất thì nó hay hơn đúng không? Tài sản để chúng ta chài tán gái là sao? Rồi bây giờ anh hỏi nè, bây giờ ảnh còn đi ngủ mặc 3-4 cái quần và còn mở đèn sáng trưng không? Bình thường thì không, nhưng mà bữa nào dẫn nhau đúng cái ngày mà dao nó bị đùn em đi đi mài dao á, tại vì cái dao đó em dùng để chặt dừa. Mài dao là cứ ở trong toilet em mài dao ra ngoài thấy mặc hai quần rồi. Ồ. Tới bây giờ vẫn còn. Vẫn còn. Ủa bây giờ em vẫn còn có cái bệnh là đi tán gái hả? Không không. Đâu bây giờ bị ám ảnh nên mới sợ. Có nghĩa là trong lòng em là em nghĩ rằng vợ em có thể làm như vậy thật. Mấy tới bây giờ là tất cả mọi thứ là đã yên ổn chưa? Dạ bây giờ thì yên ổn rồi. Cái lúc mà đi theo cô kia á, là bảo em là người phụ nữ không dịu dàng, anh nói thì khô khan, không hiểu ý chồng. Em bảo vậy nè, thôi anh cứ ở nhà một ngày đi, anh chỉ ngồi anh quan sát thôi. Từ sáng sớm đến chiều em làm những công việc gì, em làm có thời gian nghỉ hay không, con cái chăm như thế nào. Anh ngồi quan sát một ngày á, sau rồi em hỏi cảm giác của anh sao. Anh mới bảo là ồ em cực quá, làm không có thời gian nghỉ. Nói chung là bây giờ là chồng đã hiểu được là tại sao em lại như vậy rồi, đúng không? Em thấy được điều đó, em thấy được cái việc làm của vợ mình. Qua những cái ngày tháng đó em mới biết nhận ra cái gì trong đời sống này mình có thể ấy được á. Chị thấy như vậy nè, trong cái chuyện của tụi em á, em cố gắng làm sao cho chồng em bớt cái ám ảnh là em một ngày nào đó em sẽ cắt, đúng không? Chứ sống trong cái cảm giác hồi hộp lo âu đó cũng mệt mỏi lắm. Tại vì vậy nè, mới đầu giỡn mà thành thiệt đó. Trong đầu mình không hề có ý định đó, nhưng mà khi mình giỡn thấy ảnh sợ thiệt. Cái tự nhiên mình cứ lấy cái đó làm vũ khí á, để mà cho ổng sợ. Cuối cùng thành ra nó bị ám ảnh, nó vận vô người mình nào không biết. Tại trong quá trình vợ chồng sống với nhau cả đời á, mình kềm chế không nổi cái nóng tính của mình. Ví dụ một lần nữa ông say nắng nữa sao, cái tự nhiên cái mà nó vận vô người em, nó tạo thành giống như là một cái sự thôi thúc, nó tạo lên cái hành vi của em. Em kềm không nổi cái em cắt thiệt rồi sao. Thành ra là mình vi phạm pháp luật, rồi mình bị cái này cái nọ kia, con mình khổ chứ ai. Đúng không? Thôi bây giờ bỏ cái suy nghĩ là nếu có chuyện gì tôi sẽ cắt anh đi, bỏ ha. Mà nếu có chuyện gì, anh là người lớn anh tự suy nghĩ, ở được thì ở, không ở được thì mình nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng, chứ không mình không già xài cái vũ lực đó. Nhưng mà chị nghĩ là nếu như em bỏ được cái cọc cằn với chồng, làm việc thì thực sự mệt, ai cũng mệt hết trơn, nhưng mà mình hơn người khác ở cái chỗ là mệt nhưng mà mình vẫn tạo cái không khí ấm cúng và vui vẻ trong gia đình. Cái đó là cái hay của cái người nội trợ, người vợ. Chị nghĩ em làm được điều đó. Còn chồng nè, làm ơn làm phước đi, vợ mình giỏi vậy mình giúp vợ mình đi. Đừng có ngồi xong tấm tắc em cực quá, em cực quá. Không được, phải làm nha. Giúp vợ em. Thôi hai đứa về rồi vui vẻ thượng hòa. Chúc hai đứa vui vẻ hạnh phúc nha. Cảm ơn tụi em. Nói chung là người đứng sau thôi, nên là em nên giống như là tự rút lui á. Nào chị cũng có thể lấy anh này ra khỏi tay em, phải là do mình muốn hay mình cũng cầu là có được. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Chào hai bạn, mời hai bạn giới thiệu về mình. Em là Phạm Tiến Công, hiện nay 31 tuổi. Công việc hiện nay em đang làm đó là giáo viên. Thế còn em? Em tên là Ngọc Bích ạ, em 28 tuổi. Dạ em cũng là giáo viên. Chắc có lẽ là hai bạn gặp nhau trong một môi trường sư phạm. Dạ không, bọn em công tác ở hai cơ quan khác nhau anh. Công nhận tôi đoán đúng. Thế thì hai bạn lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Bọn em là quen nhau qua Facebook. Mấy năm rồi? Dạ 4 năm. Và bọn em là có một người bạn chung trên Facebook. Thì bạn ấy có viết về một vấn đề.
anh ấy cũng có bình luận, em cũng bình luận, nhưng mà ý kiến của bọn em nó trái chiều. Dạ, nó không có đồng nhất, cho nên là cãi nhau trên tường nhà bạn thì bất lịch sự. Ừ. Cho nên là bọn em mới kết bạn với nhau và tranh luận tiếp. Nghĩa là tranh luận nhau. Dạ. Đó. Rồi cuối cùng ai thắng không? Hiện giờ thì vẫn bất phân thắng bại. Ủa, nhưng mà nếu mà tranh luận như vậy thì sao mà yêu nhau được ta? Sau đó thì anh ấy hẹn cà phê. Ừ. Hẹn rất nhiều lần nhưng mà em không đi lần nào cả. Vậy hả? Hẹn chắc phải 10 lần. Vậy à, lần thứ 10 cổ mới chịu đi hả con? Dạ chưa, vẫn chưa chịu đi. Đến lần mấy thì cổ mới đi? Dạ không có lần nào đi hết. Ủa, đúng cuối cùng sao? Tụi em lại gặp mặt theo trong cái trường hợp khác. Trường hợp gì? Lần đó thì ảnh đi xuống Bình Dương nhà em công tác. Thì anh ấy nói là thôi bây giờ anh tới gần nhà em rồi thì cái lần đó anh đến nhà em thì là anh xin phép ba mẹ em tìm hiểu luôn. Ồ. Rồi anh trước khi yêu em anh có người yêu chưa? Mấy cô luôn. Rồi lúc đó em yêu bạn này thì bỏ mấy cô kia chưa? Em có bỏ không hay là bắt cá ba bốn tay luôn để chọn lựa? Tức là trong cái thời gian mà hai vợ chồng em quen nhau á thì cái chuyện của em với một số cô ngày trước á thì rồi, một số đã cô xong xuôi rồi. Là xong xuôi rồi phải không? Là xong xuôi rồi. Nếu vậy thì suôn sẻ, có cái vấn đề gì đâu. Có gì khó khăn không? Ảnh thì không còn vấn đề, nhưng mà mấy chị kia thì còn vấn đề. Mấy chị kia còn vấn đề? Dạ, quen vài cô vậy đó. Nhưng mà có khi nào em bị mấy chị kia tiếp cận để mà làm phiền em không? Sau đó thì bọn em dạm ngõ xong á, thì có một lần em đến thăm anh này. Đến đó thì gặp luôn cái chị người yêu cũ kia cũng đến thăm luôn. Một chị, mấy chị? Dạ, một chị. Rồi chạm mặt sao? Trời ơi, sao mà em nghe tiếng khóc, rồi tiếng gào thét, rồi nhiều lắm. Xong rồi em đi về. Chị kia thì làm gì mà gào thét? Lúc ấy thì em cũng đã nói lời là chấm dứt. Chấm dứt rồi nhưng mà cô vẫn yêu cầu em là muốn em quay lại đúng không? Cho nên mới có cái chuyện gào thét, khóc lóc đúng không? Rồi lúc đó em trả lời với cô đó như thế nào? Vẫn dứt dạc luôn hay là em lại quyến luyến? Không, cái vấn đề quyến luyến thì em không có. Là không đúng không? Rồi sau lần đó cô còn làm phiền vợ chồng em nữa không? Dạ không có phiền anh này. Chuyển qua phiền em. Chị đó liên lạc với em thì Facebook này, gửi mail, nhắn tin, rồi gửi hình kể chuyện ngày xưa thắm thiết. Chị nói là đó anh chị rất là yêu nhau. Em nói chung là người tính sau thôi, cho nên là em nên giống như là tự rút lui á. Có nghĩa là chị yêu cầu em rút lui để mà nhường lại người chồng của em cho chị, rồi em trả lời sao? Quyền quyết định là của anh này. Em không làm gì cả. Sau đó bọn em vẫn cưới nhưng mà chị đó vẫn như vậy á. Vẫn ghen cho tới bây giờ luôn. Cho tới bao lâu? Dạ không, sau cưới chắc cũng khoảng cả năm á. Bây giờ tụi em là lấy nhau bao lâu rồi? 3 năm rồi chị. 3 năm có nghĩa là 1 năm sau hôn nhân mới thoát. Vẫn bị cổ làm phiền. Dạ, giống như là chị đó không muốn rồi, chứ nếu chị muốn thì lúc nào chị cũng có thể lấy anh này ra khỏi tay em. Không có biết. Dạ, không biết chị. Tại em không có biết. Em làm cú knock out như thế nào mà để dứt điểm? Thì bắt đầu là chị liên lạc với em rất nhiều nhưng mà không thấy em phản ứng gì. Thì chị bắt đầu là chị chuyển hướng sang anh này thì em cảm thấy là không được rồi. Phải giải quyết. Trong cái một cái năm đó thì em quan sát chồng coi là chồng có cái biểu hiện gì là lung lay hay không. Đúng. Nên em thấy chồng em không có vấn đề gì không cả. Không vấn đề gì. Rồi vấn đề xong là của chị đó thôi. Rồi xong em giải quyết thì sao? Ban đầu là rất là giận dữ rồi chuyển sang bực bội, nhưng mà sau đó em lại nghĩ như thế này nè. Thật ra không phải chỉ có chị đó mệt, em mệt. Anh này cũng mệt, không ai hạnh phúc cả. Rồi sau em lại thấy là chị đó lớn tuổi hơn em nữa. Yêu anh này mấy năm rồi chia tay. Em cảm giác giống như chị bỏ lỡ thanh xuân á. Thì em cảm thấy đứng ở cương vị là cùng là phụ nữ á. Em cảm thấy như vậy là nó không xứng đáng. Sau đó là để giải quyết chuyện này thì em viết một cái gọi là giống như tâm thư á anh. Em đồng ý với chị là anh chị có một cái thời yêu nhau sôi nổi say mê mà em không có. Đó. Nhưng mà em nói là cái sự lựa chọn của duyên phận đó, nó không phải là do mình muốn hay mình cưỡng cầu là có được. Sau đó em gửi cho chị đó có một cái bài thơ đó, chị không phải của em nhớ trên mạng thôi. Là đưa người yêu đi ngang nhà người yêu cũ ạ. Trong cơn mưa ban trưa bỗng thấy lòng mình ướt thành hai nửa, nửa ướt bây giờ, nửa ướt xa xưa. Thật ra anh cũng rất khó, anh cảm thấy khó với em mà cũng khó với cái chị ấy. Nói tóm lại là có một cái câu chốt hạ gì để mà sau là viết bỏ. Là cái viết câu cái gì tâm thơ đó. Em nói là thanh xuân là cái quý giá nhất của người con gái ạ. Cho nên là không thể vì ai khác, dù là người mình yêu nhất đi chăng nữa, có thể phí hoài ạ. Để hy sinh cái thanh xuân của mình đúng không ạ? Trong cái thời gian đó thì Công biết rằng là vợ mình rất là buồn và thậm chí có thể gọi là stress không? Stress. Em biết là vợ mình stress. Có thai nữa chị, tội lắm. Đang có thai. Mà có thai nữa hả? Dạ, thấy tội nghiệp lắm. Vợ em có tính muốn giữ kín trong lòng. Ngay cả sau này em biết là từ lúc sống với ba mẹ cũng vậy, nhiều khi là có những cái chuyện gì đều ngồi trong một chỗ rồi trong cái phòng đó để tự giải quyết. Thế em cũng biết như vậy thì em hỏi thì vợ em không có nói. Cái thời gian đấy thì vợ em lại có thai nữa thì mình rất là lo. Từ cái yếu tố tâm lý nó ảnh hưởng đến thai nhi thì em sẽ làm mọi cách để làm cô ấy vui, như là làm việc nhà,
rồi chăm sóc cho vợ. Rồi đi làm thì sáng đi chiều về. Mặc dù cái quãng đường em đi khoảng một ngày là mất 3 tiếng. Nói chung đó là về tinh thần. Còn ở đây là anh Vinh muốn hỏi em là em có làm một cái động tác gì tác động đến cái cô kia để mà cô kia cổ buông không? Bắt đầu kể từ cái lúc đấy thì không có liên lạc, không có cách để liên lạc nữa nên em cũng không có cái động thái nào tới tới cái nói chung là chỉ có cái động thái gọi là san sẻ với vợ. Em quy định như vậy ạ. Anh ấy không có mối cái liên hệ gì với người đó là được. Tự em giải quyết. Anh làm như vậy là tốt rồi đó. Không làm gì với cái chị kia là tốt rồi. Tự bản thân em là giải quyết tâm thơ xong, bài thơ nữa là cô ấy. Em thấy sau khi em gửi cái bức tâm thư đó xong thì nói là tâm thư nhưng thật ra giống chia sẻ vậy đó. Thì sau đó chị đó không có làm phiền. Không có làm phiền coi như thì là hai năm nay yên ổn rồi. Em bé được mấy tuổi rồi? Dạ 2 tuổi luôn anh. Rồi có nghĩa bây giờ là tụi em có muốn là qua cái chuyện này tụi em có một cái gì đó muốn ở nhau, ví dụ như muốn chồng nên thay đổi như thế nào, hoặc là chồng muốn vợ phải thay đổi ra làm sao để cái cuộc hôn nhân này bền vững hơn nữa. Thực ra là bọn em tham gia chương trình này á là vì chồng em là một người tương đối kỷ luật á, ít có hành động lãng mạn lắm. Kỷ niệm 1 năm ngày cưới không thấy gì, 2 năm ngày cưới cũng không thấy gì. Năm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới thì em mới bày ra để cho nó có một cái sự kiện đặc biệt. Cho nên là bọn em quyết định tham gia cái chương trình này. Với lại là họ hàng anh còn ngoài quê ạ, bọn em cũng có con nhỏ rồi cũng chưa có dịp về thăm ông bà rồi họ hàng. Thì giống như tham gia chương trình thì mọi người có thể nhìn thấy bọn em thấy cuộc sống của tụi em hạnh phúc như vậy. Có nghĩa là bọn em đã rất cố gắng để có thể cùng nhau. Người ta nói 3 năm đầu hôn nhân là khó khăn nhất. Thì bọn em có thể cùng nhau đi qua được thì hy vọng là nhiều năm về sau nữa thì bọn em cũng có thể ở bên nhau giống như vậy ạ. Rồi đó là hai cái lý do tụi em tham gia. Nhưng bây giờ chị đang muốn nói là trong cuộc sống hôn nhân của tụi em á, em có muốn chồng em thay đổi gì không hay là giữ y nguyên con người vậy? Nên chăm chỉ nói những lời dịu dàng với vợ hơn. Vậy thôi gì? Được. Còn em có bây giờ thay đổi được hay không? Bắt đầu từ bây giờ. Chắc chắn là được ạ. Chắc chắn được. Rồi. Mọi người làm chứng nha. Chắc chắn là được. Rồi. Còn em muốn vợ em thay đổi gì? Em muốn vợ mình thay đổi gì không? Phải chăm chỉ hơn một chút. Một cái chăm chỉ thôi đúng không? Không phải đâu chị. Nhà em có phân công công việc, việc nhẹ, sạch sẽ, đơn giản em làm. Rồi. Việc nặng, phức tạp. Bây giờ là biết hết. Bây rồi. Giờ không có cái gì mà phải biện hộ nữa. Chồng yêu cầu vợ chăm chỉ hơn là cứ biết là mình phải chăm chỉ hơn. Được. Còn không? Chồng á là làm ơn làm phước là nói những lời ngọt, nói những ngào, lời ngọt ngào hơn đó. Chị nghĩ là hai người sẽ làm được. Hai quá người đơn giản mà đúng không? Dạ. Anh thấy là đơn giản mà đúng không? Đâu bây giờ em chúc họ hạnh phúc đi. Coi như là nhân ngày hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Thôi thì anh chúc hai em không phải là 3 năm, 100 năm hạnh phúc. Cái gì dữ vậy ông nội? Nghe. Và mau chóng có một tin vui nữa để cho con của mình nó có em để mà nó bồng bế và chơi đùa với nhau. Nha. Chúc gia đình lúc nào cũng sung túc, vui vẻ. Cảm ơn. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn nghe kỹ câu hỏi. Vợ bạn ghét ăn món gì nhất? Mời cặp vợ chồng của công. Vợ của công ghét món gì? Mở ra. Em hèn thịt chó, chuối nấu ốc và ếch. Rồi. Không liên quan luôn. Ở bên này 1, 2, 3. Mở ra. Thịt vịt không ghét ăn dễ. Rồi đâu, đề nghị hai cô vợ ra quánh tù xì. Rồi 1, 2, 3. Ồ. Rồi. Như vậy là vợ của Dương, vợ chồng của Dương sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 màu. Màu gì? Màu hồng. Màu hồng. Rồi bên này màu gì? Màu xanh. Màu xanh. Rồi chị màu đỏ. Rồi tôi màu vàng. Rồi chúng ta hãy cầm tay nhau và đặt lên cái nắp hộp. Bây giờ Thuận và chị Hồng Vân sẽ mở trước, còn hai cặp vợ chồng sẽ mở sau. Nào, mời mọi người đếm nào. 1. Rồi bây giờ mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. 2, 3. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Vợ Chồng Son chúng tôi xin nói lời tạm biệt.